Bây giờ là bài 106, tương với phần 10 bài 30 quyển 2. Tỷ ỷ bài lính liều thiên. Đầu tiên là từ hiệu quả. Xiao của. Xiao. Xiao. Của. Của. Xiao của. Xiao của. Hiệu quả cực kỳ tốt. Xiao quả phi chán hảo. Xiao quả phi chán hảo. Hiệu quả học tập. Xuế xí xiao quả. Xuế xí xiao quả. Sao lại không có hiệu quả nhỉ? 怎么没有效果呢? 怎么没有效果呢? Hiệu quả thế nào? 效果怎么样? 效果怎么样? Bây giờ hãy nghe cách nói tốt lắm đấy. 挺好的. 挺 hảo tợ. Tương tự hay dùng cụm thiển cái gì đó tợ để nói đẹp lắm. Thỉnh phèo làng tợ. Thỉnh phèo làng tợ. Khá lắm đấy. Thỉnh bù chua tợ. Thỉnh bù chua tợ. Ngon lắm đấy. Chỉ đồ ăn. 挺好吃的. 挺好吃的. Hiệu quả tốt lắm đấy. 效果挺好的. 效果挺好的. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ chỗ tốt. 好处. 好. 好. 处. 处. 好处. 好处. Có chỗ tốt. 有好处. 有好处. Không có chỗ tốt. 没有好处. 没有好处. Đối với cơ thể có chỗ tốt. 对身体有好处. 对身体有好处. Đối với thân thể không có chỗ tốt. 对身体没有好处. 对身体没有好处. Rất có lợi đối với sức khỏe, nguyên văn là đối với thân thể rất có chỗ tốt. 对身体很有好处. 对身体很有好处. Luyện khí công rất có lợi đối với sức khỏe. 练气功对身体很有好处. 练气功对身体很有好处. Hãy hỏi lại, hiệu quả thế nào? 效果怎么样? 效果怎么样? Tốt lắm đấy. 挺好的. 挺好的. Luyện khí công rất có lợi đối với sức khỏe. 练气功对身体很有好处.
练气功对身体很有好处。Bây giờ là từ bệnh mãn tính. Mạn xình bình. Mạn. Mạn. Xình. Xình. Bình. Bình. Mạn xình bình. Mạn xình bình. Có một loại bệnh mãn tính. Yếu y trống mạn xình bình. Yếu y trống mạn xình bình. Có mấy loại bệnh mãn tính? Yếu chí trống mạn xình bình. Yếu chí trống mạn xình bình. Có mấy loại liền? Yếu khó chí trốn. Có mấy loại bệnh mãn tính liền? Yếu khó chí trốn mãn sinh bình. Yếu khó chí trốn mãn sinh bình. Tôi có mấy loại bệnh mãn tính liền đấy? 我有好几种慢性病呢。我有好几种慢性病呢。 Ngày trước tôi có mấy loại bệnh mãn tính liền đấy? 以前我有好几种慢性病呢。 Ý chén ú yếu khá chí trúng mạng sinh bình nè. Bây giờ là từ cao huyết áp. Cao xế ya. Cao. Cao. Xế. Xế. Ya. Ya. Cao xế ya. Cao xế ya. Cao huyết áp là một loại bệnh mãn tính. Cao xế ya sư y trống mạng sinh bình. Cao xế ya sư y trống mạng sinh bình. Bây giờ là từ mất ngủ. Sư miến. Sư. Sư. Miến. Miến. Sư miến. Sư miến. Mỗi ngày đều mất ngủ. Mỗi ngày đều sư miến. Mỗi ngày đều sư miến. Vì sao thường mất ngủ? Vì sao mà chẳng sư miễn? Vì sao mà chẳng sư miễn? Tôi rất dễ mất ngủ. Bố hẳn rúng ý sư miễn. Bố hẳn rúng ý sư miễn. Rất ít mất ngủ. Hẳn sảo sư miễn. Hẳn sảo sư miễn. Bây giờ hãy nhắc lại từ đầu. Hiệu quả thế nào? Hiệu quả thế nào? Hiệu quả thế nào? Tốt lắm đấy. Thính hào đợ. Thính hào đợ. Luyện khí công rất có lợi đối với sức khỏe.
练气功对身体很有好处。练气功对身体很有好处。Trước đây tôi có mấy loại bệnh mãn tính liền đấy. Ý chén, tôi có hào chí chủng mạng sinh bệnh nào. Ý chén, tôi có hào chí chủng mạng sinh bệnh nào. Cao huyết áp, mất ngủ. Cao血压,失眠. Cao血压,失眠. Đã kiên trì luyện mấy năm, nguyên văn là kiên trì luyện rồi mấy năm. Kiên trì luyện là chỉ nén. Kiên trì luyện là chỉ nén. Nhưng bệnh này của tôi. 我的这些病，我的这些病，đại khái đều khỏi rồi，差不多都好了，差不多都好了。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên phục vụ, nhân viên bán hàng. Giám đốc. Phục vụ viên, sâu hội viên, kinh lý. Giảm 20%. Tả ba chứa. Lạc đường rồi. Mí lù lợ. Có khả năng bị cảm rồi. Khả năng cắn màu lợ. Nhận điện thoại. Chia điện hỏa. Bụng đau kinh khủng. Tủ dứ thắng tới lì khải. Rồi lại kiểm tra một chút cho bạn sau. Giải cái ní kiểm tra kiểm tra. Tiêm cho bạn một mũi. Cái ní tái ỉ chân. Nhân viên nghiệp vụ. Yê ủ yuán. Tầng 18 trên lầu. Lấu sảng 13 tầng. Tắc đường tắc kinh khủng. Tủ chưa tủ tớ lì khải. Một tháng 3.000 tệ. Ý cửa yue 3.000 khoải. Bên cạnh chính là ga tàu điện. Phóng biên chiều sử tỷ thịa trạng. Làm cái gì? Hỏi chung chung với ngữ khí tương đối tùy tiện. Cản sớm á? Mới xem đến trang 30. Trái cản tạo 30 dễ. Biện pháp tốt. Hảo bản phá. Hơn 2 tháng. Láng gỡ tua yu. Không sạch sẽ lắm. Bú thải can chỉnh. Mới có thể mua được cơm. Thái nấng máy tạo phản. Ôn tập bài khóa. Phủ xí cung cửa. Phải nhớ kỹ. Yào chỉ chủ. Thông thường cần.
Y ban yào. Rất cảm ơn ba mẹ cho tôi cơ hội này. Hẳn cảm xe phụ mũ kế ua trợ gợi chi hội. Hẳn cảm xe phụ mũ kế ua trợ gợi chi hội. Lại kéo dài thêm một năm. Giải yến tráng ỉ nén. Vốn dĩ định. Nguyên lái tá soạn. Luyện khí công đã luyện bao nhiêu thời gian rồi? Đã luyện bao nhiêu thời gian khí công rồi? Luyện khí công luyện lỡ đua tráng sử dụng lỡ. Luyện lỡ đua tráng sử dụng khí công lỡ. Không nhất định. Bù ý định. Mấy năm liền rồi. Khó chỉ né lọ. Một tiếng đồng hồ. Ý cờ trung thấu. Ý cờ xào sứ. Hiệu quả tốt lắm đấy. Hiệu quả thì hào đó. Có mấy loại bệnh mãn tính liền. Yǒu hǎo jǐ zhǒng màn xìng bìng. Có chỗ tốt. Yǒu hǎo chù. Cao huyết áp, mất ngủ. Cao xiề ya, shí miān.